Phật nhảy tường, một món ăn toàn những thứ quý giá bổ dưỡng của người Hoa. Thật ra Phật nhảy tường không phải là cái tên nguyên bản của nó đâu nha, mà nó vốn dĩ mang một cái tên rất là hay và ý nghĩa. Ngoài ra còn cái món này cũng có cái tên rất là hay, Hoa Khai Phú Quý. Còn đây là một đoàn hòa khí, niên niên hữu dư, một món ăn ý nghĩa không thể thiếu trong mâm cơm Tết của người Hoa. Này là thanh tâm như ý, mang ý nghĩa mọi chuyện suôn sẻ, hài lòng vừa ý. Buổi cơm đoàn viên của người Hoa đêm giao thừa sẽ như thế nào? Hôm nay mình và lão Phật gia sẽ ăn cơm đoàn viên sớm và review cho các bạn buổi cơm đoàn viên chuẩn Hoa truyền thống, tiện lợi, không cần nấu nướng mà vẫn đầy đủ những món ăn mang ý nghĩa chúc phúc trong tiếng Hoa nha. Chúc là cha sân sinh phai lò, lùng nghìn hàng hữu hoành, hạt hoành giác nhiều lồn. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Má ơi làm ta này đâu làm vô. Review buổi cơm đoàn viên tiện lợi nhưng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa và màu sắc truyền thống của người Hoa. Bà nói nghe nè, hôm mấy á, mình ăn cơm đoàn viên sớm đi. Bữa nay mấy mà, hôm đoàn viên cùng á. Rồi bận đồ này nữa, làm như tối nay 30 Tết. Chứ đợi 30 Tết quay lên cho người ta rồi, lúc đó cũng trễ, người ta đâu có biết hả? Cơm đoàn viên của người Hoa ăn cái gì nữa đúng không? Thì bữa nay á, mình quay sớm một chút xíu cho mọi người tham khảo về những món ăn 30 Tết của người Hoa mình phong phú như thế nào và ý nghĩa của cơm đoàn viên cũng như là ngồi mình kể lại năm 2023 mình đã trải qua những gì, những nó thăng trầm trong cuộc đời, những cái chuyện mà muốn chia sẻ cho các bạn. Mày đừng có nói chưa tao nấu, đừng có sai tao nấu nữa, tao nói rồi á. Không có, bữa nay má chỉ cần mời ăn với em thôi, cái gì không cần làm hay lo từ A tới Z luôn. Thế là má cả năm giờ cực khổ gì rồi. Tao rụt luôn luôn á. Ngọt, mày biết ngọt không, mày biết ngọt là ai nhiều không? Mày nói vậy là tao ngồi tao ăn thôi à, tao không làm gì hết trơn rồi nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cơm đoàn viên của người Hoa thôi các bạn ơi. Một tiếng đồng hồ sau. Ồ, mới đây có đồ ăn rồi kìa. Chị ơi, mình có chuyển khoản không? Không biết rồi. Hả? Chết rồi, mình cũng không có đủ tiền mặt, biết làm sao bây giờ. Thôi thì tình huống cấp bách quá, mượn đỡ của lão Phật gia vậy. Nè nè nè, cái này là mình tạm thời mượn trước thôi nha, chứ không có chĩa luôn đâu. Các bạn làm ơn đừng mét lại cho lão Phật gia nghe nha. Thời buổi công nghệ năm 2024 thật là tiện lợi, kể cả buổi cơm đoàn viên cũng có thể order rồi. Cái này mình thấy rất là thích hợp cho những gia đình bận bịu không kịp thời gian chuẩn bị cho buổi cơm đoàn viên đêm 30 Tết, nên mình đã phải tranh thủ review sớm để các bạn có thể tham khảo thêm nè. Và toàn bộ những món ăn ngày hôm nay mình đều order từ nhà hàng gia Phương Phúc Kiến, cá của Phúc Kiến Choi. Và đây là cái menu Phước Thọ Toàn, Phúc Sầu Xuyên, với những cái món Hoa mà rất là phong phú. Ngoài cái mùi vị ngon đặc trưng ra thì nó còn có cái tên rất là đặc biệt nha. Và bây giờ mình sẽ unbox những món này xem bên trong nó là gì nha. Đầu tiên là cái hộp đựng những gói sốt và tương. Cái túi bự nhất chắc hẳn là nước sốt cho con cá. Đây là loại xì dầu đặc chế của quán nè, hơi bị ngon đó nha. Còn đây là sốt đặc chế để chấm hải sản nè. Nói tới món ăn người Hoa Phúc Kiến truyền thống thì món đầu tiên không thể thiếu đó chính là Phật nhảy tường. Tiếng Quảng Đông là Phật thiêu tràng, tiếng phổ thông là Phổ thiêu tràng. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết rằng quy trình nấu ra món này rất là cầu kỳ và phức tạp. Nước canh ngào nấu rất là công phu mới ra được cái màu cam bắt mắt như thế này. Và nội dung bên trong toàn là mùi tiền như là bào ngư, vi cá, hải sâm, còi sò điệp, gân nai vân vân. Gắn liền với món ăn này thì có rất là nhiều câu chuyện xung quanh. Có nhiều lời đồn rằng do món ăn này quá ngon, quá hấp dẫn đến nỗi những bậc sư tu thành Phật cũng không cưỡng lại nổi mà phải trèo qua tường thưởng thức. Nhưng thật ra có mấy ai biết được cái tên gốc của nó là Phúc Thọ Toàn. Tiếng Quảng Đông là Phúc Sầu Truyền, tiếng phổ thông là Phủ Sầu Truyền. Và trong tiếng Phúc Kiến gọi là Phật Thiêu Chiếu. Nó khá giống âm với lại Phật Nhảy Tường, nên dần dần thì người ta cũng quên đi cái tên gốc của nó mà gọi là Phật Nhảy Tường luôn. Ngoài Phúc Thọ Toàn ra thì menu ngày hôm nay cũng nhiều món ý nghĩa không kém. Bởi vì theo truyền thống xưa nay của người Hoa thì buổi cơm giao thừa ngoài phong phú ra thì cái tên món ăn cũng phải có ý nghĩa nha. Món này là sò điệp Nhật sốt đặc biệt, nhưng mà nó cũng được đặt với một cái tên rất là hay. Đó chính là Dịnh Xuân Nạp Phúc. Nên xuân nạp phúc, đón chào một mùa xuân mới, nạp thêm nhiều hạnh phúc mới. Đây là món măng biển sốt đặc biệt nhưng được đặt tên là Giáp Thuyền Hòa Hay, một đoàn hòa khí, mang ý nghĩa là cả một gia đình đoàn tụ xuân vầy và hòa khí. Và măng biển thì cảm giác và mùi vị của nó gần như là ăn bào ngư vậy đó các bạn. Và tiếp theo là món gà hầm kiểu Phúc Kiến, được đặt với cái tên là Cam Ngọc Sinh Thịnh, kim ốc thân.
Thanh Bình, Kim Ốc là ngôi nhà vàng, Thăng Bình là Thái Bình, có nghĩa là ăn sung mặc sướng trong ngôi nhà vàng, hưởng thiên hạ Thái Bình. Bên trong đây sẽ là gà, mực ống, đông cô và gân heo được hầm với một cái sốt rất là đặc biệt. Và đây là một món ăn vô cùng ý nghĩa mà hầu như năm nào cũng không được thiếu trên mâm cơm đoàn viên của người Hoa. Cá bóng mú hấp Hồng Kông, cái tên của nó rất là hay, niên niên giàu dư, niên niên hữu dư. Bởi vì từ ngư, con cá lại đồng âm với từ dư trong tiếng Hoa, nên trong quan niệm người Hoa tin rằng năm mới ăn cá sẽ có dư cả năm. Đặc biệt phải nói là cá ở nhà hàng này xử lý rất là sạch, thịt cá rất là tươi giòn, không bị bở và tanh. Mùi vị của nước sốt cũng rất là thơm ngọt khó tả. Và đây chỉ là món mực xào củ cải trắng, nó có cái tên là pha hôi phù quay, hoa khai phú quý. Tuy là trông nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mùi vị của nó không hề đơn giản chút nào đâu nha. Mực rất là tươi giòn và thấm vị, những sợi củ cải bào bên dưới được hầm với nước sốt sệt sệt rất là vừa miệng, tạo nên ba tầng vị giác là mặn, ngọt và thanh. Món mặn cuối cùng là cơm chiên uyên ương với cái tên là phúc lộc uyên ương, phúc lộc uyên ương. Phần cơm màu cam là được xào với gạch của nhum biển, còn ở dưới thì rất là nhiều thịt cua và sò điệp luôn. Mình cảm thấy người Hoa rất là cầu toàn nha, kể cả món tráng miệng cũng phải mang lời hay ý đẹp. Chè khoai môn yến xào với cái tên là thanh sân dù di, thành tâm như ý, ý là mọi chuyện suôn sẻ, mát dạ vừa ý. Đặc biệt là món chè này nhất định phải thử nha các bạn, trời ơi nó siêu ngon thật sự. Chỉ là cái bữa cơm đoàn viên á thì người Hoa rất là chú trọng những cái món ăn phong phú nè, những cái món ăn mà mang ý nghĩa chúc phúc, nhưng mà lại làm biến nấu ở nhà thì mình thấy order cho rồi đúng không, khỏi cần tốn thời gian nghiên cứu công thức với lại là suy nghĩ gọi là nấu làm sao cho ngon, kiểu như khi bị fail thì cũng uổng đúng không các bạn, bởi vì nguyên liệu đâu có rẻ đâu. Ngoài ra là mình phát hiện những cái hộp này mình có thể hâm trực tiếp trên bếp được luôn nè, rất là tiện lợi luôn á bạn. Các bạn có thấy là nhiều món ăn mua về mà phải đổ qua đổ lại hâm thì nó sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ không? Hâm trực tiếp như vậy thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều nè. Tại vì nhiều món phải hâm trực tiếp trên bếp mới ngon, nhưng mà nếu mà các bạn muốn tiện lợi hơn thì bỏ vô lò vi sóng mà hâm thôi. Cáo tiền ngon ha, hay la, mình không khách sáo nữa đâu. Trong menu này sẽ gồm có 8 món, bởi vì đối với người Hoa thì số 8 là con số may mắn. Bát có nghĩa là phát, ăn vậy tiện lợi nè. Cái món mà 30 Tết thiệt mình ăn vậy nha má. Ăn vậy nó tiện, gọi nấu mà nó ngon. Mình nấu đâu có biết nấu đâu mà ngon. Nó đầy đủ ý nghĩa. Má biết giờ mấy giờ? 3 giờ 7 giờ là lúc nhìn lại xe một năm nó trái quá. Ôi vui thế nào. Mấy người ăn tiếng nói không được ra tiếng hay nói nhiều quá mệt. Năm 2023 vừa qua á, người ta nói là một cái năm gọi là rất là màu mỡ của Giáp Tuất. Nhưng mà anh thấy năm qua anh hiểu lắm mà. Cơ bản là vừa không để được tiền mà vừa mất tiền, bây giờ là mất cơm luôn. Đầu năm để anh tiền, dẫn là má đi Đài Loan chơi. Thì trong chuyến Đài Loan á, chỉ tiêu chảy các bạn. Rồi cái giữa năm á, em muốn bắt đầu làm ăn. Sau đó em thấy trên mạng ghi chạy quảng cáo giá rẻ. Tự nhiên không quen không biết chuyển cho nó một cục mười mấy triệu, cái nó bơm tiền nó chạy luôn. Còn chơi kênh của mình thì không có được quảng cáo quảng bá gì hết trơn á. Rồi bây giờ tính tới thời điểm hiện tại nha, những người bạn mà hơn gọi là bạn thân á, thực sự là không có thân, tức là họ về Việt Nam nó không kiếm mình luôn rồi má. Trong khi đó là mình nôn nó về nước đi chơi với nó, mà mình thấy nó về nước nó đăng hình, mình hỏi nó tại sao mình về nước không báo, cái nó tại sao phải báo với bạn, đi chơi với bạn nó không quay chụp giùm bạn, tại vì bạn là KOL mà. Thấy người ta bạn bè quá trời, mình cũng ganh tị ha. Tưởng nói đâu... là đừng có ôm tao ôm chân nhột lắm. Tưởng đâu cái gì, gán cày để cuối năm có thêm miếng chút đỉnh dư ha, dẫn là má đi du lịch. Đụng cái mất kênh má. Má biết tại sao mất kênh không? Tại mình xuất tế là mình kể chuyện vụ án, mình kể chuyện gùm gọn, mọi người thích, mọi người kêu mình kể nhiều vô. Má biết không, hay soạn văn bản, hay soạn tới nỗi mà thức khuya mà ám ảnh hơn mấy cái vụ án ám ảnh trong đầu luôn á. Dịch văn bản nè, làm cực lắm, mà ai ngờ đó là cái con dao hai lưỡi rồi má. Mất cơm luôn tại vì vi phạm vùng quá. Thôi mày xui cái này mày được cái khác, tài hoa nặng bội. Không có cái gì mà suôn sẻ, không có gì mà xui hoài nha. Thôi mày có sức khỏe được rồi, làm từ đầu, bé ở đâu đứng vị đó, cố lên. Bây giờ quan trọng nhiều người thương mày thôi. Còn phần tao á, không có gì kêu bằng buồn hết. Vẫn vui vẻ quanh năm. Vui nhất là được con gái dắt đi chơi, đi du lịch. Thích như vậy đó, có sức khỏe. Đi chỗ này chỗ kia với mày. Thấy mày nó cũng ngoan.
cũng biết lo cho mẹ, cũng biết dắt đi đây đi đó, thì mang ủi nhất. Mày đừng có dựa nữa, nghe tao nói chút xíu là lấn tới à, em chút cái lấn vô à. Mời. Dạ, má có muốn nên làm điều gì với lại bớt làm điều gì cho năm sau? Năm sau á, tao hy vọng mày á được nhiều người yêu thích, công việc suôn sẻ, lúc nào mày cũng vui vẻ. Đó là lão Phật gia vẫn chưa hối mình lấy chồng đó các bạn. Giờ lấy chồng tùy mày nè, bây giờ hối mày cũng vậy. Mày thích thì mày lấy, mày hạnh phúc nói gì, không hạnh phúc mày đổi thừa tao thôi, làm gì làm. Kiếm được người đàng hoàng thôi, đừng có kiếm ba tàu lao về, tao còn khổ với mày thêm. Điều gì mà má không muốn là cái năm mới. Điều quan trọng là cái gì mày biết không? Đừng bưng tao lên mạng hoài, mày hiểu không? Mỗi lần tao lên mạng tao ngại gần chết luôn á, mày cứ bưng tao lên hoài. Tao vừa già vừa xấu. Thôi, người ta thích coi rồi má mà. Thích coi bà già phải không? Thích coi bà già phải không? Chắc bà già vừa xấu vừa dữ rồi chưa thấy qua. Cái đó làm cũng được. Ê, hồi nãy á, tao thấy hình như là mày mở tủ trả tiền phải không? Không có. Tao thấy nó mở tủ đàng hoàng. Mày làm để tao lú lẫn mày mày. Tao còn tỉnh lắm á. Ờ, đó ăn cho cố nó, giờ nó đổ thừa ông trời. Cái này tự mày thôi, chứ mày đổ thừa ổng chi vậy. Stop, 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 được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của Hỷ Ký Duyên Dương, và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ hai má con mình. Và mình sẽ hứa hẹn sẽ ra nhiều video hơn nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại.